Tôi đã quản lý tòa nhà lên vị nướng, nướng lửa lớn trước cho bên ngoài giòn bên trong mềm, rồi cho vào nước đá để trải nghiệm cảm giác lạnh nóng đan xen. Chỉ vì tôi mua một căn hộ 900.000 tệ, mỗi tháng lại phải trả 5.000 tệ tiền điện. Dì tôi đi tìm ban quản lý để phản ánh tình hình, lại bị mắng là đồ nghèo khổ nhiều chuyện. 25 tệ một độ điện này thực sự quá đắt. Tiền điện bình thường chỉ 6 xu một độ, ngay cả mức đắt nhất tôi từng nghe cũng chỉ 2 tệ 5 một độ. Lương của tôi và chồng cộng lại mới được 8.000 tệ. Tiền điện đã mất 5.000 tệ, chúng tôi sắp chết đói rồi. Ngay cả điện cũng không đủ dùng, có phải tự mình không đủ nỗ lực không? Ở không nổi thì cút khỏi khu này. Đối phó với loại người như anh, tôi quá có kinh nghiệm rồi. Cứ với đánh chết người rồi. Bảo vệ đâu, mau đánh chết hắn cho tôi. Tôi đến đây rồi, ai dám bắt nạt quản lý của chúng ta? Sống chán rồi phải không? Tôi cố ý ngay trước mặt hắn, đấm hai cú vào mắt quản lý tòa nhà. Tôi đánh thế nào, tức chết các người chưa? Đẹp. Mẹ nó dám khiêu khích tao. Các anh em lên, đánh chết nó. Các người muốn chết? Cơ thể tôi sẽ được hệ thống tăng cường gấp 10 lần sức mạnh. Chỉ trong vòng 2 giây rưỡi, những bảo vệ vây đánh tôi đều nằm la liệt trên đất. Ôi mặt tao, mày còn biết xấu hổ cơ à? Giá điện trên trời 25 tệ một độ. Ban quản lý coi chúng ta như con rối. Các anh bảo vệ cũng đồng loạt áp bức, bắt nạt phụ nữ và trẻ em. Mặt mũi tổ tiên các anh đều bị các anh vứt sạch rồi. Các anh còn cần cái mặt này làm gì nữa? Để tôi xé hết cho các anh luôn. Đẹp, các anh đều là xác chết à? Lên đi, đánh chết nó cho tôi. Tôi không nhìn nổi nữa. Huynh đệ tôi đến giúp anh. Các cư dân, bọn quản lý và bảo vệ này căn bản không coi chúng ta là người. Chúng ta cùng xông lên. Hiện trường lập tức rơi vào một cuộc hỗn chiến. Văn phòng bị đập nát thành đống đổ nát. Quản lý tòa nhà đau lòng kêu gào thảm thiết. TV của tôi, sofa da thật của tôi, điều hòa của tôi. Dừng tay lại, những thứ này đều rất đắt. Đây là tiền lương cả năm của tôi đấy. Kệ mẹ mày. Đẹp, chỉ có tiền của mày là tiền thôi à? Chỉ có tiền của mày là quý giá phải không? Khi một độ điện của mày bằng 25 tệ của chúng ta, sao không nghĩ xem mọi người kiếm tiền khó khăn thế nào? Đẹp, nói càng nhiều càng tức. Cứu mạng, tôi sắp bị đánh chết rồi. Dám đánh quản lý của chúng tôi, lão tử giết ngươi. Còn dám đánh tao, tôi trực tiếp bẻ gãy 10 ngón tay hắn. Dám động vào tao một cái, xem tao có phá nát cả nhà mày không. Còn dám đe dọa tao, cả đời tao ít sợ nhất là bị người khác đe dọa. Còn muốn diệt tao, tao diệt mày trước. Tôi dùng sức siết cổ anh ta. Tiểu Lưu bị tôi siết đến mặt tím tái, lưỡi cũng lè ra ngoài rồi. Quản lý tòa nhà sợ đến hồn siêu phách lạc. Giết người rồi, giết người rồi. Chú cảnh sát ơi, mọi người mau đến đây. Rất nhanh chú cảnh sát đã chạy đến. Dừng tay, vị tiên sinh này. Anh bình tĩnh lại, đừng kích động. Chú cảnh sát ơi, cứu mạng, anh ta muốn diệt chúng tôi. Mau bắt anh ta lại. Mày còn học được cách ác nhân cáo trạng trước cơ à? Còn dám nói bậy nữa, tao vẫn đánh mày như thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Họ thu phí điện giá trên trời, 25 tệ một độ điện, còn mắng chúng tôi là đồ nghèo khổ. Anh nói xem đáng đánh hay không? Giá điện đắt như vậy chúng tôi căn bản không đủ dùng. Mùa hè nhiệt độ hơn 40 độ, cả nhà chúng tôi đều bị sốc nhiệt. Các anh cũng quá đen tối rồi. Chú cảnh sát, đừng tin lời ma mãnh của họ. Mấy người ngoại tình này chỉ giỏi diễn kịch. Ở không nổi thì cút đi. Ai ép các người đâu? Các người chỉ muốn quỵ tiền thôi. Tiểu Bạch, móc tiền điện ra. Ngươi dám? Mẹ kiếp, miệng mày thối quá. Xem ra tao đánh mày hồi này vẫn còn nhẹ tay. Các chú thấy rồi đấy, ngay trước mặt các chú anh ta vẫn dám đánh người. Lúc nãy còn định siết cổ Tiểu Bạch, mau bắt anh ta lại cho ăn đậu phộng. Mày nghĩ kỹ chưa? Trực tiếp rút ra chẩn đoán tâm thần, chứng minh não bị bệnh tâm thần. Giết người cũng không phạm pháp. Thế nào, bất ngờ không? Ngoài dự kiến không? Hơn nữa lúc này tao chỉ tự vệ chính đáng, lại càng không thể ngồi tù được. Anh nói bậy, rõ ràng là anh muốn diệt tôi. Anh còn muốn đảo ngược trắng đen. Sếp đã sớm bảo chúng tôi tắt camera giám sát rồi. Xem anh có bằng chứng gì không? Chính là anh có bằng chứng gì chứng minh anh tự vệ chính đáng? Tôi có, tôi vừa quay video xong. Chính là các người trước tiên cho người đánh Tiểu Vũ, còn định lấy gạch đập vào đầu Tiểu Vũ. Các người mới là cố ý giết người. Ngài Ngư, ngài bị tình nghi cố ý gây thương tích. Mời anh đi với chúng tôi một chuyến. Làm ơn cứu tôi với. Tôi nghe lời anh mới đánh anh ta đấy. Anh nói bậy gì vậy? Chính anh muốn giết người, còn muốn đổ tội cho tôi. Anh có bằng chứng gì? Nói xuống là muốn vu khống tôi à? Cho lừa gạt này anh chơi cũng khá lắm. Thấy chưa? Làm chó cho người ta, đồng loạt với kẻ ác, không có kết cục tốt đẹp đâu. Bọn khốn các người, tao sẽ không tha cho các người đâu. Im miệng, đi nhanh lên. Thế là xong à? TV, sofa, điều hòa của tôi các người còn chưa đền đấy. Tiền điện cũng chưa nộp. Cảnh sát làm việc kiểu này à? Tao đền cho ông nội mày. Thôi đừng đánh nữa, tôi sai rồi. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Tôi thật sự biết sai rồi. Anh không phải biết sai, anh chỉ là sợ mà thôi. Đại ca, đại gia tổ tông, tôi thề sẽ không thu tiền điện giá trên trời nữa. Cầu xin anh cho tôi một cơ hội.
Được, tôi cho anh 3 ngày. Điều chỉnh tiền điện về mức bình thường cho tôi. Nếu không anh biết rồi đấy. Tôi diệt anh cũng chẳng sao. Không muốn chót thì ngoan ngoãn chút. Vâng vâng, tôi hiểu rồi. Tôi hứa sẽ làm tốt. Nhưng ngày hôm sau, cả khu đều bị cắt nước cắt điện. Người già trẻ con trong nhà sắp chết vì nóng. Cư dân lỗ lực kéo đến tìm quản lý tính sổ. Nhưng vừa đến cửa văn phòng đã bị bảo vệ chặn lại. Không ngờ đấy chứ. Ta lại quay lại rồi đây. Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Bọn nghèo khổ các người. Thật sự nghĩ có thể hạ bệ được tao à? Sếp của chúng ta chỉ cần đút lót là đã bảo lãnh ta ra rồi. Tao cảnh cáo các người. Từ hôm nay tiền điện là 50 tệ một độ. Lập tức nộp đủ tiền điện. Nếu không thì cút khỏi khu nhà. Sao lại tăng giá nữa? Anh không phải nói sẽ điều chỉnh về mức bình thường sao? Sao không những không giảm mà còn tăng gấp đôi? Ai bảo các người chống đối? Còn dám đánh tôi, đập đầu của tôi. Tôi cho các người biết thế nào là hối hận. Một độ 50 tệ thì 50 tệ. Con tôi nóng đến mức bị sốc nhiệt rồi. Cầu xin các anh cấp điện cho chúng tôi trước đi. Đợi tuần sau lãnh lương tôi sẽ nộp ngay. Đáng đời chết vì nóng. Sinh thêm đứa nữa là được mà. Mày muốn chết phải không? Mau cứu tôi, nếu tôi có chuyện. Các anh đừng hòng lãnh lương. Đến lượt mày rồi. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Bây giờ biết sợ thì đã muộn rồi. Tôi nhấc bổng quản lý tòa nhà đến tòa nhà bọ hoang. Đốt than hồng, cho anh ta lên vỉ nướng. Anh định làm gì? Anh không phải thích xem người khác bị nóng đến chết đi sống lại sao? Vậy hôm nay tao cũng cho mày nếm thử cảm giác bị nướng chín. Cứu mạng, giết người rồi. Mau báo cảnh sát đi. Cứ kêu đi, kêu càng to, dãy dụa càng mạnh. Thịt nướng ra sẽ càng dai.